Tối ngày 28 tháng 9, GB Oktoberfest 2023 đã được chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là lễ hội thường niên để tôn vinh nền ẩm thực Đức với đồ uống thủ công đặc biệt qua quyện trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa Đức. Hơn 30 năm qua, lễ hội GBA Oktoberfest đã trở thành sự kiện thường niên giới thiệu văn hóa truyền thống Đức đến với người Việt Nam, đồng thời là cầu nối đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa hai quốc gia Đức và Việt Nam. GBA Oktoberfest, hay còn gọi là lễ hội tháng 10, là sự kiện văn hóa thường niên lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam bởi Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam GBA, đồng phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam AHK Việt Nam và khách sạn Marriott Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội đã mang đến bầu không khí sôi động của vùng Bavaria với những khoảnh khắc bùng nổ từ màn trình diễn của ban nhạc All Jazz nổi tiếng đến từ Đức và Áo. So in Germany, of course, Oktoberfest has been, celebrated for many, many years. It was always a very nice occasion to meet, to make new friends, and to have a good time. And yeah, for the past couple of years, we have been able to transfer this tradition here to Vietnam. And our hope is that through the Oktoberfest here in Hanoi, also in Da Nang, also in Ho Chi Minh City, that we will be able to get Vietnamese and German friends together to also display German culture through music, through food, to our Vietnamese friends. And we hope that this tradition will carry on for many more years. The Oktoberfest is one part of our economy as well. One part is social, one is the economic, and the social economic both together makes us strong. And that's the reason why we believe that the Oktoberfest will bring the Vietnamese and the German more closer together. And with that, we have a very strong tie, and that will help us also in the future for our economy and for our business and for our relationship. GBA Oktoberfest sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội. Sau đó, lễ hội sẽ tiếp tục được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10.